Bên em đợt này lại về thêm một cái mẫu xe số tự động đến từ thương hiệu của Đức nữa nhá. À, chiếc này còn đẹp đấy ạ. Bác nào đang quan tâm đến những mẫu xe mà số tự động ấy, bên em rất nhiều nhá. Đấy, BMW cũng đang có mấy chiếc, Mercedes đang có mấy chiếc, Mondeo đang có mấy chiếc này rồi, Daewoo Maglot cũng có mấy chiếc toàn số tự động cả đấy ạ. Bác nào quan tâm đến mẫu số tự động thì vào trong kênh của em để xem nhá. Và cho vào kết nối Zalo đi, em gửi hình cho xem. Còn thì video này em sẽ làm chi tiết các bác xem về chiếc xe số tự động này. Đây là cần số tự động của xe đây nhá. Cái lắp mà để công tắc lên kính đấy ạ, thì bên em đang đặt, đang về rồi. Đây nội thất của xe đây. Nội thất của xe rất là đẹp. Cũng khá là sang trọng. BMW các bác nhá. Đây là chiếc xe BMW 325. Sản xuất năm 2003, số tự động. Máy của chiếc xe này là máy 2.4. Xe đến từ thương hiệu của Đức, chạy rất là chất luôn. Và xe rất là chắc, xe rất là chắc chắn luôn. Đấy, phần vỏ xe của dòng xe BMW đấy nó rất là cứng, chạy rất là đầm và rất là chắc chắn nhá. Đây là chiếc xe màu bạc biển Hà Nội luôn. Hiện tại thì bên em những dòng xe B đấy, mấy dòng xe mẹc ấy gần như là toàn biển Hà Nội rất là nhiều. Rất là nhiều xe mà có cái biển Hà Nội nhá. Không biển Hà Nội thì cũng là gốc Hà Nội luôn. Và đây là bãi xe bên em. Hiện tại thì em đang cho đi, đang cho làm mái, đang cho làm mái rồi. Các bác đến xem nó sẽ được mát mẻ hơn. Rất là nhiều các bác nhá. Rất là nhiều những dòng xe ô tô cũ với tầm tiền từ 100 triệu trở lên. Bên em nhiều lắm đấy ạ. Luôn luôn có cả 100 cái mẫu xe để các bác nhà mình đến xem và lựa chọn luôn. Để em đóng cửa này. Đây, cửa đóng rất chắc chắn luôn. Đăng kiểm của chiếc xe này thì còn đến tháng 11 năm 2020 nhá. Còn tương đối là dài. Chiếc xe sơn si sạch sẽ, nội thất đẹp, máy móc ngon, máy số cực kỳ là chất nhá. Đấy, củ máy thậm chí là còn chưa làm máy cơ. Chiếc này củ máy còn chưa làm các nhá. Xe còn tương đối chất và tương đối là chắc chắn. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua dòng xe này hoặc là một số những chiếc xe khác của bên em thì các bác cứ xem qua video và gọi điện trực tiếp cho bên em thì được tư vấn nhá. Theo số điện thoại là số 093 85 86 307. Số đó là số hotline, số Zalo cũng như là số Facebook của cửa hàng bên em. Thì các bác hãy alo trực tiếp để được biết thêm nhé. Còn video này thì em sẽ làm quay chi tiết các bác xem về cái chiếc xe này. Đấy, cũng tả ở trên video này luôn để các bác mình nắm được tình hình của chiếc xe. Nắm được rõ tình hình của chiếc xe này nhé. Đây, là răng đúc 4 bánh luôn. Và phanh ABS cũng là 4 bánh luôn. Một dàn lốp, gọi là dàn lốp Michelin. Lốp xịn đấy ạ. Lốp xịn, lốp rất là xịn nhá. Và lốp thì cũng còn tương đối là dày. Các bác mua về cũng phải đi một thời gian dài nữa. Thân vỏ xe cứng cáp. Và thân vỏ xe thì cũng đảm bảo bác luôn là xe không có lỗi, không bị đâm đụng va chạm và không bị ngập nước. Đấy, thân vỏ của xe thì còn rất là đều và còn rất là căng nhá. Đấy, không bị va quẹt cho nên là những cái đường gân, đường mép, đường chỉ rồi những cái phần form của xe là không hề mất, không hề bị xô, không hề bị xô lệch gì. Đây các bác xem này. Đèn trước đèn sau còn sáng các bác nhá. Đấy, sơn si sạch bóng, sạch sẽ. Đây các bác xem, đây là thân vỏ của xe đây, cái phần bên phụ của xe. Đây các bác xem. Đấy, la răng đúc. Kính cửa lên xuống thì rất là nhẹ nhàng nhá. Những cái đường gioăng này, rồi những cái đường chân kính này. Đấy, các bác xem. Không có lỗi nhá các bác nhá. Và đây là cái phía đằng sau của cái dòng xe BMW 318 với 325 thì nó cái form dáng nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau cái phần máy thôi các bác nhá. Đấy, chiếc này của em nó là 325. Đấy, 325 thì chạy luôn luôn nó sẽ chắc hơn và khỏe hơn. Tuy nhiên là nhiên liệu nó sẽ tốn hơn một chút so với lại cái dòng xe 318. 318 là 4 máy, còn đây chiếc xe này thì nó máy to hơn một chút cho các bác nhá. Đấy, cảm biến những cái mắt cảm biến màu đen đen ở phía dưới này, phía rèm này. Đấy. Khi các bác có lùi nó sẽ kêu tít tít để các bác cho mình biết mà lựa đúng không ạ? Em sẽ quay các bác xem lốp cái phần bên đây nhá. Để các bác chú ý nó xem một chút nữa. Đấy. Quay xong cái phần này thì em mời các bác xem đến phần nội thất cũng như là phần khoang máy của xe nhé. Các bác đợi em một chút xíu.
chỉ mất tầm khoảng 5 phút nữa thôi thì em sẽ quay được tổng thể cho các bác xem từ nội thất cho đến khoang máy cho đến gầm bệ luôn. Đây là cái phần lốp tiếp theo của xe đây, các bác xem này. Và bên em thì cũng sẽ hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ cả rút hồ sơ cho các bác mình sang tên. Cho dù là các bác ở bất cứ đâu trên toàn quốc nhá, thì bên em đều hỗ trợ về cái vấn đề này, như là thủ tục mua bán sang tên hay là vận chuyển. Bên em thì bán xe các nơi trên toàn quốc luôn. Và trong Nam thì gần như là ngày nào em cũng bán 1-2 chiếc, và trong khu vực miền Nam, miền Trung cũng vậy. Đấy thì em cho lên xe lồng và chở từng chiếc, chở từ 4 chiếc cho tới 8 chiếc một. Ví dụ như là hôm nay thì trong đó thì đang có 4 chiếc này đang chuẩn bị cho vào miền Nam này, đang có 1, 2, 3, 4 chiếc. Bác nào mà đang đặt những chiếc xe này của bên em thì bác hãy chờ em tầm khoảng 3 hôm nữa nhá. Vì xe đang chuẩn bị đang xếp hàng ra ngoài này rồi, thì một lát nữa xe lồng đến thì sẽ chuyển vào cho các bác nhà mình thôi. Trong vòng 3 hôm nữa thì bác sẽ nhận được xe. Đấy. Cứ 3 hôm là các bác nhận được xe nhá. Bắt đầu lăn bánh từ từ Hải Dương bọn em mà chuyển vào đến Sài Gòn thì mất 3 ngày. 3 ngày 3 đêm. Và bây giờ, ngay bây giờ đây thì em sẽ mở tất cả những cánh cửa ra và quay bác xem nội thất bên trong của cái chiếc xe BMW 325 này. Chiếc xe màu bạc, nội thất của xe cũng là màu màu xám luôn, màu xám và màu đen. Và chiếc xe này thì đây các bác xem này, keo chỉ cột keo nó còn nguyên zin hết nhá. Đây, đảm bảo bác thì mình luôn là chiếc xe là còn nguyên, không bị va chạm, không bị ngập nước. Đấy, và tất cả những đồ đạc của xe nó còn rất là liền, nó còn rất là liền lạc. Đấy, không hề bị xuất xẹo, bị rách dưới, không bị mục nát, không bị chỗ nào các bác nhá. Đấy, đây là cái tay cầm của đây là cái tắp ni cửa của cái cánh đằng trên. Đấy, cái dòng này thì cái phần tắp ni cũng như là phần tắp nô thì đều được thiết kế bằng da, tức là bằng da các bác nhá. Một loại da cao cấp đấy ạ. Và ghế điện thì được điều chỉnh bởi hai ghế đằng trước. Hai ghế đằng trước đều chỉnh bằng điện các bác nhá. Đấy, có một bộ outlet ghế nhìn rất là sang. Đấy, rất là sang đúng không ạ? Vị trí này thì là vị trí phanh tay hộp đồ và cần số tự động, sinh nhan đi thẳng khóa cửa rồi khiển cửa lên xuống. Đấy. Cửa điện lên xuống nhẹ nhàng nhá. Hệ thống điều hòa tự động. Mà xe thì các bác yên tâm là điều hòa của xe rất là mát và còn sử dụng tốt hai chiều nóng và lạnh luôn. Nóng lạnh còn hoạt động tốt nhá. Đấy, còn đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô của xe cũng được trang bị bằng một cái loại da xịn, loại da cao cấp luôn. Được trang bị một túi khí ở táp lô ở vị trí này, và một túi khí nữa nằm ở vị trí vô lăng. Và những cái túi khí nữa được thì được thiết kế đặt ở ngay những cái phần phần cánh của xe. Ví dụ như đây, đây là biểu tượng của túi khí đây. Đấy, một chiếc xe rất là nhiều túi khí, rất an toàn và rất tiện nghi. Các bác nhà mình đi trên đường thì nếu mà những chiếc xe này thì cũng sẽ rất là yên tâm. Đúng không? Rồi ok ok. Đấy, bây giờ em sẽ quay lốt các bác xem nhé. Hiện tại thì em đang quay vào lúc giữa trưa, cũng hơi nắng một chút, thì đang đứng ở dưới gốc cây. Một cái tranh thủ quay lên sóng để các bác nhà mình biết về cái mẫu xe BMW bên em đang có nhé. Các bác trong miền Nam thì các bác nào trong miền Nam thì các bác hãy xem kỹ qua video của em một chút và gọi điện cho bên em để được tư vấn thêm một chút nữa về cái chiếc xe này. Và tư vấn về thủ tục mua bán, thủ tục vận chuyển các bác nhé. Các bác cũng không ngại gì nhấc máy lên alo cho bên em. Đấy. Về những cái thủ tục mua bán thì rất là đơn giản rồi. Đấy, còn về tình trạng của xe thì bên em sẽ tả kỹ cho bác mình luôn. Đấy, và đảm bảo cam kết cho bác luôn để bác mình yên tâm khi mua xe theo tình trạng là không xem, đúng không ạ? Mua xe bằng sự tin tưởng, bằng sự uy tín. Đấy, các bác mình hãy alo nhé. Đây các bác xem nhá, đây những cái vị trí này nòng trong hoàn toàn là sơn zin rồi. Đấy, những con ốc khóa cửa này, những cái tem vẫn còn nguyên hết nhá, còn rất là sáng đẹp. Đấy, sàn thì của xe thì vẫn là sàn lý và được lót một cái tấm thảm ở trên, tấm đây lý luôn các bác nhá, vẫn còn lý nguyên. Đấy. Chiếc xe này được thiết kế một cái rèm che nắng tự động, được điều khiển ở vị trí trên táp lô. Đây, đây là cái
thắt dây an toàn. Em quay làm sao tương đối nhất để các bác mình nắm được về tình hình, về tình trạng của chiếc xe này bên em nhé. Thì các bác mình xem nốt hai cánh đằng bên phụ và thêm vào bên trong bên lái và thêm vào bên trong nội thất nữa. Quay vào thời điểm này thì có thể nó hơi lóa một chút, nhưng mà các bác mình cũng cứ chú ý nó xem một chút nhé. Chỉ cần là các bác nhìn kỹ thôi thì sẽ nhìn được rất là kỹ, rất là cận cảnh. Và em quay như này thì cũng khá là chi tiết đúng không ạ? Vị trí này cũng được túi khí này, được thiết kế một túi khí này ở chỗ này nhé. Cái dòng BMW 318, 325 và rất là nhiều dòng xe BMW khác thì các bác biết là đều được trang bị rất là nhiều túi khí. Đúng không? Những cái dòng xe sang thì các bác biết thôi. Những chiếc xe này thì ngày xưa đó các bác biết là sẽ rất là nhiều tiền. Đấy. Tiền tỷ luôn. Nhưng mà bây giờ thì các bác biết là xe này vẫn còn hoạt động tốt. Nhưng mà giá thành thì chỉ có hơn 100 triệu thôi. Tại vì sao ạ? Tại vì đời nó thấp một chút thôi cho nên là nó mới rẻ là như vậy. Chứ còn thì những chiếc xe B mà đời cao các bác biết là không bao giờ có cái giá dưới 1 tỷ đúng không ạ? Nội thất bên trong của xe đây nhá. Em quay nhanh cho bác mình xem lốt cái phần nội thất. Đấy, xong đến phần khoang máy để các bác mình xem nốt. Đấy, những cái phần gioăng này. Đấy. Những cái gioăng cửa, gioăng khung. Đấy. Gioăng cột kèo xe còn đẹp nhá. Còn rất là dẻo dai. Đấy, còn rất là dẻo dai luôn. Đây các bác xem. Đây là cái phần vách cửa này. Đấy, gioăng rất là dẻo dai luôn nhá. Đấy. Rất là khó rách. Đấy, rất là khó rách luôn. Em thì luôn luôn điều chỉnh cái ánh sáng tốt nhất cho các bác xem. Hiện tại thì em cũng đang quay bởi một chiếc iPhone thôi, chứ không phải là một cái máy quay chuyên nghiệp nào đâu, bằng một chiếc điện thoại iPhone bình thường nhé. Đấy, các bác xem, đấy, keo chỉ này, đấy, những cái gioăng còn rất là đẹp, rất là dẻo dai. Đấy, táp ly cánh cửa đây nhá, bốn cánh táp ly cửa của xe rất là đẹp và đẹp đều các bác nhá, đẹp rất là đều. Đấy. Nội thất của chiếc xe này là màu kem. Cái dòng này nó có hai cái nội có nội thất hai màu. Nhiều chiếc thì nội thất là màu đen, còn chiếc này của bên em thì riêng cái chiếc này đấy ạ thì nội thất của nó là màu kem. Đấy, các bác mình xem video của em và xem những cái mẫu BMW em đăng lên thì các bác chắc hẳn là cũng sẽ nhớ, vẫn nhớ đúng không ạ? Là nội thất của nó là có thể là có con là màu đen, có thể có con là màu kem. Giống như chiếc xe này. Em đóng cửa chiếc xe này này, đóng cửa cái cánh đằng này này nhá. Đấy, cái phần tôn này, như cái bản đề của xe rất là dày dặn luôn. Rất là dày dặn luôn, đây các bác xem, đúng không ạ? Đây là hệ thống gương chỉnh điện của xe nhá. Còn đây là hệ thống đèn. Hệ thống đèn chỉnh điện. Vô lăng của dòng này nó là vô lăng 3 chấu và có túi khí này và có những cái phím điều khiển âm thanh, phím điều khiển ga tự động, rồi những cái nút phím mà các bác có thể là đọc một số thông tin ở cái hệ thống của xe. Đây, chỉ cần là bấm vào cái một số cái nút ở đây thôi. Còn đây là cái mặt đồng hồ của xe nhá. Mặt đồng hồ xe em có thể bật chìa khóa lên. Đây em bật chìa khóa lên để cho các bác xem cái mặt đồng hồ nhá. Đây là cái mặt đồng hồ này. Hiện tại thì đang ba cánh mở và một cánh đóng đúng không ạ? Xăng vẫn còn gần nước bình luôn. Dòng BMW thì luôn luôn được thiết kế một cái táp lô và cái bốn cánh táp ly đều là bằng da, đều bằng một cái loại da xịn, da cao cấp đúng không ạ? Rất là khó rách và cũng rất là khó bị ố vàng, ố chuyển màu đúng không ạ? Da cao cấp mà. Những cột này được thiết kế bằng lý nhá. Đấy, còn trần này, đây đèn trần của xe đây. Hệ thống âm thanh, hệ thống đầu đài của xe vẫn hoạt động đầy đủ luôn. Đấy. Loa vẫn hoạt động đầy đủ nhá. Còn ngay bây giờ thì em cũng sẽ lổ máy cho bác nghe tiếng máy luôn nhá. Đấy, mỗi bác là lổ luôn. Hiện tại máy của xe đang lổ tất cả các bác nhá. Thì em quay cho các bác nghe tiếng máy luôn. Đấy, máy của xe lổ rất êm đấy ạ. Đấy, lổ êm.
Em vào tắt cái điều hòa đi nhá, cho nó bớt cái gió đi. À, điều hòa đang tắt rồi. À, vâng, ok, hiện tại thì máy đang nổ rồi. Máy của xe hiện tại đang ngon quá nhá. Đấy, nghiêng chìa khóa phát là có thể nổ ngay rồi. Và máy thì khô ráo sạch sẽ, không chảy dầu, chảy mỡ, chảy nhớt gì. Đấy, và không bị khói bụi gì phía đằng sau nhá. Đổ rất là êm, chạy khỏe bốc luôn. Về máy của xe là không có lỗi đâu. Đấy, máy số là không có lỗi, bác mua về là đi luôn, sử dụng ngay thôi nhá. Đấy, máy đang nổ quá nhá, máy nổ rất là đứng máy luôn. Đấy, đúng không ạ, rất là đứng máy luôn, không bị rung ngắc gì. Đấy, đèn đó một xe rất là sáng, và giữa được trang bị đèn bi rất là tốt cho các bác đi ban đêm. Đấy, vâng, ok. Video của chiếc xe này thì còn cái gầm nữa, còn gầm nữa đúng không? Em sẽ quay gầm nhé. Đây, quay gầm cho bác xem luôn. Đây, gầm sàn đây nhé. Gầm cũng không có lỗi đâu ạ. Gầm không han mọt han dỉ gì và không móp méo gì. Đấy rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ kết thúc video tại đây, và em hẹn gặp lại các bác vào những cái video, những chiếc xe lần sau, lần tiếp theo nhé. Ngày nào em cũng sẽ cố gắng quay và giới thiệu các bác xem từ loanh quanh 3-4 mẫu xe. Còn nhiều mẫu lắm đấy ạ, còn rất là nhiều mẫu mới về mà em chưa đăng nhá, thì các bác mình hãy theo dõi. Đây, vâng, ok, em xin chân thành cảm ơn nhé.